Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa đưa 15 đối tượng vào khu vực rừng bị phá ở vườn quốc gia Gióc Đôn để xác minh lời khai của các đối tượng này. Trước đó, trạm kiểm lâm số 8 của vườn quốc gia Gióc Đôn đã phát hiện hàng chục đối tượng đang cưa hạ 10 cây gỗ giáng hương quý hiếm, đường kính từ 40cm đến 1,5m tại tiểu khu 409 nằm trên lâm phần của vườn quốc gia Gióc Đôn. Tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng, giao cho Công an huyện Buôn Đôn xử lý. Sau đó, đối tượng đã khai ra 14 đối tượng khác cùng tham gia phá rừng và bị Công an huyện Buôn Đôn triệu tập làm rõ. Bước đầu, nhóm đối tượng này đã thừa nhận hành vi phá rừng chặt gỗ để lấy tiền tiêu Tết.